Thưa quý vị và các bạn, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10, vừa được hiệp thương bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 103 anh chị cũng đã ra mắt tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11 diễn ra vào sáng hôm qua, 19 tháng 12. Anh Nguyễn Minh Triết sinh tại Cà Mau, có bằng tiến sĩ chuyên ngành cơ kỹ thuật. Anh từng du học và là chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam ở Anh trước khi về nước. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11 nhận nhiệm vụ mới, anh Nguyễn Minh Triết cảm ơn đại hội đã tín nhiệm hiệp thương. Anh bày tỏ đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là nhiệm vụ lớn lao mà các đại biểu đại hội cũng như cán bộ, hội viên, sinh viên trong và ngoài nước tin tưởng trong nhiệm kỳ khóa 11. Có 5 anh chị giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11, gồm chị Hồ Hồng Nguyên, anh Nguyễn Bá Cát, anh Nguyễn Tiến Hưng, chị Trần Thu Hà và anh Lê Công Hùng. Ngay sau đại hội, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức các chương trình chung kết hành trình bài ca sinh viên, tuyên dương sinh viên năm tốt, tập thể sinh viên năm tốt sau tháng giêng và trao các suất học bổng cho hội viên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.